Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 3, bài 19. Phép cộng có nhớ số có 2 chữ số với số có 1 chữ số. Vở bài tập nâng cao môn toán lớp 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học kem nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 65 nào. Rồi chúng ta sẽ cùng vào bài số 1 này. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu A: phép tính nào dưới đây có kết quả lớn lớn nhất? Đấy, như vậy ở đây chúng ta có này 4 cái phép tính. Vậy thì mình phải làm sao thực hiện nó mới biết được ai lớn nhất, đúng không? Ta nhẩm nha. 9 cộng với 3 là 12, viết 2 nhớ 1 này. 6 này, các em nhớ 1 sẽ là mấy? 7 này. 45 cộng 8 này, 5 cộng 8 là 13, viết 3 nhớ 1 này. 4 nhớ 1 sẽ là 5. 7 cộng 6 13, viết 3 nhớ 1, 6 này, nhớ 1 là 7 này. 8 cộng với 7 10, 15 này, viết 5 nhớ 1, 5 nhớ 1 là 6. Như vậy mình có này 72, 53, 73, 65. Vậy thì phép tính gì? Số nào lớn nhất? 73 là lớn nhất. Là phép tính gì đây? C nè. Dễ không? Rồi tương tự nè, thầy sẽ bỏ những con số này đi nhé. Phép tính nào có kết quả là bé, bé nhất? Chúng mình lại tiếp tục nhẩm thôi. 6, 5, 11, viết 1 nhớ 1, 7 nhớ 1 là 8. 4 cộng 9, 13, viết 3 nhớ 1, 5 nhớ 1 là 6. 7 cộng 4, 11, viết 1 nhớ 1, 8 nhớ 1 là 9. 9 cộng 7, 16, viết 6 nhớ 1, 5 nhớ 1 là 6 này. Đấy, như vậy mình sẽ có các cái số này này. Thì các em so xem số nào bé nhất. 81, 63, 91, 66. Số nào đây? À, 60 mấy? 63 sẽ là số bé nhất nhá. Đáp án gì? B. Rồi, sang bài số 2. Điền cái số nào? Chúng ta có câu A này. 47 cộng với 9 bằng bao nhiêu? Chúng ta điền vào đây. Các em nhẩm được không? 7 cộng 9 là mười mấy? 16. Viết 6 nhớ 1. 4 nhớ 1 là 5. 56 giờ cộng 7 này. 6 cộng 7 là 10. 13. Viết 3 nhớ 1. 5 nhớ 1 sẽ là 6. Giờ 63 trừ 13 này. 3 trừ đi 3 thì bằng mấy? 0. 6 trừ 1 bằng 5. Được chưa? Rồi, sang câu B. Cũng giống như vậy, chúng ta sẽ thực hiện các cái phép tính ở đây. 47 trừ 32. 7 trừ đi 2 thì bằng mấy? 5. 4 trừ đi 3 bằng 1. Giờ các em sẽ lấy 15 cộng 6 này. 5 cộng 6 11, viết 1 nhớ 1. 1 đây này, nhớ 1 sẽ là 2. Được chưa? 21 giờ cộng với 8 này. 1 cộng 8 thì bằng 9 này. Được chưa? 2 này, chúng ta thêm 1 là 3 phải không? Không, ở đây có nhớ không? Không có nhớ. Nên là gì? 2 hạ 2. Viết gì? Viết 2 nhá. Đấy. Rồi. Bài 3. Năm nay bố của Nam là 36 tuổi, mẹ Nam là 34 tuổi. Hỏi: sau 5 năm nữa thì bố Nam bao nhiêu tuổi? Sau 5 năm nữa này, bố Nam ở đây 36. Sau 5 năm chúng ta cộng thêm mấy? Cộng thêm 5. Được chưa? Dựa câu hỏi để trả lời nhé. Sau
5 năm nữa. Sau 5 năm nữa nè, bố Nam bao nhiêu tuổi? Thì chúng ta sẽ trả lời số tuổi. Bố gì? Bố Nam hay là bố của Nam đi. Được chưa? Là bao nhiêu? Năm nay 36 cộng thêm gì? 5 năm nữa. Được chưa nào? Rồi, 6 cộng với 5 là bao nhiêu? 11. Viết 1 nhớ, nhớ 1. 3 nhớ 1 sẽ là mấy? 4. Như vậy sẽ là bao nhiêu? 40 mấy? 41 tuổi. Và chúng mình sẽ ghi đáp số 41 tuổi. Rồi, vậy đây là câu gì? Câu A nhé. Bây giờ đến câu B. Sau 6 năm nữa, mẹ Nam bao nhiêu tuổi? Đấy, vậy thì năm nay thì mẹ của Nam là 34. Vậy thì giờ sau 6 năm nữa chúng ta sẽ làm sao? À đúng rồi, cộng thêm gì? Thêm 6. Đúng không? Sau 6 năm, sau 6 năm, năm nữa nè, mẹ Nam bao nhiêu tuổi? Chúng ta sẽ trả lời số tuổi của mẹ Nam. Là. Được chưa? Rồi, mình sẽ lấy bao nhiêu? 34 cộng mấy? Cộng 6. 4 cộng 6 bằng mấy? Bằng 10. Viết 0 nhớ, nhớ 1 này. 3 nhớ 1 là mấy? 4. 40 gì? 40 tuổi nhá. Rồi, đáp số 40 tuổi. Xong chưa? Rồi, sang bài số 4. Điền cái số nào? Như vậy cái dạng toán này chúng ta làm quen chưa? Cứ hai số ở dưới cộng thì sẽ được số trên này, đúng không? 9 cộng 5 là 14 này, 5 cộng với 4 thì bằng 9 này, 4 cộng với 7 là 11. Vậy thì giờ 7 cộng 2 là mấy? 9 này. Được chưa? Rồi giờ để tìm số này, lấy 14 cộng 9. 4 cộng với 9 là bao nhiêu? 13. Viết 3 nhớ, nhớ 1. 1 đây nhớ 1 là mấy? 2. Số này sẽ là 9 cộng 11. 9 với 1 bằng 10. Viết 0 nhớ, nhớ 1. 1 này, nhớ 1 sẽ là 2. Rồi số tiếp theo này, 1 cộng với 9 thì bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 1 đây nhớ 1 cũng là 2. Được chưa? Rồi đến anh này nhá. 23 cộng 20, 3 cộng 0 là 3. 2 cộng 2 bằng 4. 20 cộng 20 này, 0 cộng 0 bằng 0. 2 cộng với 2 thì bằng 4. Số cuối cùng ở đây sẽ là 43 cộng 40. 3 cộng với 0 thì bằng 3. 4 cộng với 4 thì bằng 8. Đấy, như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành chưa? Xong nha. Rồi, đừng quên chia sẻ kênh và video này cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nha.